Xin chào tất cả các bạn, chị đã quay trở lại trong chiến dịch ôn thi học kỳ cùng với chúng mình rồi đây Đã bạn nào lên xem phần phát trực tiếp này cùng với chị rồi nhở? Các em ơi đâu hết rồi, ngày hôm qua là chúng ta với cái tinh thần học rất là hăng say Chúng ta đã ôn tập cùng với nhau hết 5 tác phẩm thơ rồi Ngày hôm nay chúng ta còn 3 tác phẩm văn xuôi nữa đúng không nào? Ừ, nhanh chóng, nhanh chóng vào học cùng với chị nhá Ok không? Ok không nào? À, xin chào, xin chào các bạn đầu tiên ừ. Các em giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá <laughs> Được không nào? ừ rồi chị cũng đã suy nghĩ nhiều lắm đấy bởi vì rằng là uh, cái lịch của chúng ta ấy là đến ngày hôm nay chúng ta phải chuyển sang phần kiến thức mới rồi nhưng mà hôm qua bởi vì là các bạn cũng hăng say quá đặt rất nhiều những cái câu hỏi xoay quanh những cái tác phẩm thơ của chúng mình cho nên là chị cũng hơi tốn thời gian để giải đáp cho các bạn đấy đó cho nên là riêng buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ dành để ôn tập ba tác phẩm văn xuôi các em đồng ý với chị không À ok xin chào Vũ Lộc Người quen này <laughs> Vũ Lộc vừa học xong trong khóa học Bây giờ ra đây học cùng với chị luôn này Được không nào ừ, Ok xin chào Hồng Sơn Xin chào các bạn Các em giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá Và gọi bạn bè của mình vào học thôi nào Được không ừ, Chúng ta ở đây có 3 tác phẩm văn xuôi 3 văn bản văn xuôi được gọi là kinh điển của học kỳ 1 đấy nhở ừ. <laughs> ok chưa nào Ừ rồi xin chào Nguyễn Hoàng Xin chào các em Nhanh chóng nhanh chóng giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá Uhm, chia sẻ để chúng mình lưu lại để xem là bạn nào nhá kết thúc chiến dịch này mà vào trang cá nhân lại có đủ có đầy đủ tất cả các buổi học cùng với chị luôn ok không uhm. ừ rồi các bạn ạ à, ngày mai thì có thể là các em sẽ gặp chị vào buổi trưa nhá uhm, có thể các bạn sẽ gặp chị vào buổi trưa ngày mai để chúng ta học về văn tự sự đúng không học về văn tự sự sau đó những buổi sau là chúng ta có văn nghị luận này rồi là gì nhở à ôn tập tiếng việt nữa đó OK, xin chào các bạn. Uhm, nhanh chóng, nhanh chóng giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này và gọi bạn bè của mình vào học nhá. Gọi bạn bè của mình vào học thôi các em ơi. Uhm, chị thấy ở đây có rất nhiều bạn này, có vẻ như là ba tác phẩm văn xuôi này là còn khá nhiều vấn đề để chúng ta ôn tập đây, đúng không? <laughs> Ok, ừ, rồi, tất cả những vấn đề liên quan đến văn tự sự thì ngày mai chị sẽ ngồi lại cùng với các bạn, được không? Chị sẽ ngồi lại cùng với các bạn ôn tập và chúng ta tìm ra phương pháp và tìm ra cách làm những cái bài văn tự sự làm sao nó hay nhất, được chưa nào? Rồi, ok <laughs> Ồ ờ, chị cũng gọi là ngày hôm qua chị quên mất không bật nhạc để phát trực tiếp cùng với các bạn nghe em ạ Đấy cho nên là có một vài bạn bảo là Ôi hôm qua em học với chị mà không có nhạc đấy, em không quên <laughs> Nên hôm nay là chị tìm một bài nhạc mà nó phù hợp với cái không khí của những ngày gần đây Được không nào? À, À Thúy Đỗ à Ừ Thúy ơi về sách của chị thì em có thể nhắn tin về fanpage nhá Chị hiện tại đang có bộ sổ tay văn học Là về các tác phẩm văn học ở Trong chương trình lớp 9 của chúng mình Và một cuốn sổ tay nghị luận xã hội nữa Cụ thể về thông tin của sách em có thể nhắn tin về cho chị Được không nào Ừ. Rồi, ok, ngày hôm nay là đã có hơn 100 bạn vào xem cùng với chị rồi Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá Được không nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu Nhưng mà chị xin phép các bạn là sẽ cho nhỏ nhạc lại Được không nào? <laughs> chị xin phép các bạn, chị sẽ cho nhỏ nhạc lại để chúng ta đỡ mất tập trung nhá Rồi, gọi là có một chút xíu nhạc lúc đầu để chúng ta có thêm cái sự hào hứng hăng say thôi Ok không? Ừ, rồi Rồi, ok các em nhá rồi, bây giờ sẽ bắt đầu cùng với chị này. Hoàn toàn tập trung vào đây. Chúng ta chỉ có một buổi phát trực tiếp này để ôn tập về ba tác phẩm văn xuôi thôi. Nào, đầu tiên chúng ta có văn bản Văn bản làng đúng không ạ? Chúng ta có văn bản làng. Của tác giả gì nhỉ? À, tác giả Kim Lân. Nào tác giả Kim Lân thì chúng ta có những thông tin gì đây? Chúng ta có những thông tin gì đây? Giống như buổi hôm qua ôn tập cùng với chị thì mỗi tác giả chúng ta hãy cố gắng ghi nhớ nhá. Hai hai cái mạng thông tin, thứ nhất là về cuộc đời và thứ hai là về sự nghiệp sáng tác của tác giả này. Ok chưa ạ? Về tác giả Kim Lân và bên cạnh đó các em cũng có thể nhớ thêm những cái tên gọi, những cái tên gọi mà người ta đặt cho các tác giả này. Ví dụ như là Kim Lân ấy thì chị vẫn luôn nhớ một cái nhận định của nhà văn Nguyên Hồng về tác giả này. Kim Lân một lòng đi về với đất với người với thuần hậu nguyên thủy của đời sống nông thôn và sự nghiệp sáng tác của kim lân người ta vẫn bảo là gì ạ quý hổ tinh bất quý hổ đa tức nghĩa là ông sáng tác không nhiều nhưng mỗi tác phẩm của ông đều để lại những cái dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc ok chưa dấu ấn sâu đậm đó được làm nên bởi cái giọng văn như thế nào nhở à kim lân có cái giọng văn làm sao nhở chân chất này đúng không chân chất mộc mạc này giản dị này. đậm màu sắc của làng quê Bắc Bộ này, đúng không? Ok chưa các em? Và cái đề tài sáng tác của tác giả này là gì nhỉ? À, tác giả này tập trung sáng tác về đề tài người nông dân. đúng chưa ạ đề tài sáng tác tập trung vào người nông dân đúng không ok chưa nhá đó là những cái thông tin cơ bản về tác giả kim lân các em hãy cố gắng ghi nhớ được giúp chị còn bạn nào tuyệt vời hơn thì chúng ta ghi nhớ thêm những cái dẫn chứng này những cái nhận định liên quan đến tác giả này như chị vừa mới đọc đấy một nhận định mà rất rất quen thuộc có thể là mỗi khi nhắc đến kim lân là người ta nhắc đến nhận định đó kim lân một lòng đi về với đất với người với thuần hậu nguyên thủy của đời sống nông thôn đúng không ạ Đó là nhận định nhận định của nhà văn Nguyên Hồng dành cho người đồng nghiệp của mình đó là về nhà văn Kim Lân Vậy thì tác phẩm làng một cái tác phẩm tiêu biểu của tác giả này được sáng tác vào hoàn cảnh nào nhỉ à chúng ta thấy được rằng là cái tác phẩm làng ấy thì được sáng tác vào những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp và được đăng báo lần đầu năm 1948 và các em nhé, được đăng báo lần đầu năm 1948, ok chưa? Đó là những năm về cuộc kháng chiến chống Pháp. Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. ok chưa những năm đầu của cuộc kháng chiến chống pháp và lúc bấy giờ ấy lúc bấy giờ là nhận thức của những người nông dân của chúng ta là đang có kẻ thù đó chính là những cái kẻ thù mà hay gọi là gì nhỉ bọn tây đấy là thằng tây đấy nó đang đến xâm chiếm đất nước mình nó đang làm hại quê hương mình và qua cái hoàn cảnh này chúng ta hình dung được là nó chi phối như thế nào đến nội dung của tác phẩm đúng không các em nhá và ở đây văn bản làng của chúng ta có cái tình huống chuyện như thế nào nhỉ riêng đối với các tác phẩm văn xuôi thì các bạn phải nắm thêm cho chị về tình huống chuyện nữa nhá các em ơi được không các bạn phải nắm thêm cho chị về tình huống chuyện nữa thì ở đây tình huống chuyện của văn bản làng các em còn nhớ không ừ, rất có thể chúng ta sẽ bắt gặp trong những cái câu hỏi đọc hiểu đấy Và bên cạnh đó là chúng ta nắm chắc được tình huống chuyện Thì chúng ta cũng dựa vào đấy để có thể phân tích được tác phẩm này đúng không ạ à tình huống chuyện ở đây thì văn bản này xoay quanh một cái tình huống éo le và bi hài đúng không ạ đó là ông hai đúng không ông hai là một người yêu làng yêu nước chị biết tắt nhá các bạn thông cảm giúp chị được không yêu làng yêu nước này và đi tản cư ở nơi tản cư thì ông hai yêu làng tha thiết ông nhớ về làng của mình và hay khoe về làng của mình nhưng nhưng đúng không ạ nhưng khi mà đang vẫn rất, rất là háo hức nghe về những cái thông tin về làng của mình thì ông hai phải nghe tin làng chợ dầu việt gian theo giặc Ok chưa các em nhá Nhưng ông vậy lại phải nghe là cái tin là Làng chợ giàu Việt Gian theo rằng Để rồi trong cái khoảnh khắc mà dường như bế tắc nhất Đau khổ nhất Thì ông hai lại sung sướng vỡ hòa Trong cái tin là gì nhở À xong rồi trong khoảnh khắc Tưởng chừng như là bế tắc nhất đúng không ạ Đau khổ nhất đau khổ nhất thì thì sao nhỉ thì ông lại nghe được tin cải chính ok chưa nhá và đó là cái bước đầu tiên khi mà đầu hỏi về tình huống chuyện chưa dừng lại ở đó đâu các em phải nắm được cái ý nghĩa của tình huống chuyện các bạn ạ ý nghĩa của tình huống chuyện và nhá có một có một cái phần bí kíp dành cho các bạn mỗi khi nhắc đến ý nghĩa của tình huống chuyện này không phải là chúng ta mỗi tác phẩm đều có một tất nhiên là mỗi tác phẩm đều có một cái tình huống chuyện khác nhau tuy nhiên chúng ta có một cái gian ý chung khi phân tích về tình huống chuyện một tình huống chuyện bao giờ nó cũng có hai ý nghĩa chính các em ạ bao giờ cũng có hai ý nghĩa chính thứ nhất là nó làm làm rõ làm rõ cái gì nhở à tính cách phẩm chất của nhân vật 懂吗？ có nghĩa rằng là đặt nhân vật vào trong cái hoàn cảnh như thế này, đặt nhân vật vào trong cái tình huống như thế này thì tác giả đã góp phần làm bộc lộ rõ được cái tính cách của nhân vật. Ở đây cụ thể là gì nhỉ? À, ông Hai là một người vốn yêu làng, yêu nước đã bị đặt vào trong cái hoàn cảnh là phải lựa chọn giữa tình làng và tình nước. Để rồi qua đó, tác giả Kim Lân đã bộc lộ một cách sâu sắc cái tình cảm chân chất, mộc mạc nhưng cũng vô cùng mãnh liệt của người nông dân thời kỳ và những cái buổi đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Đó là cái tình cảm gì ạ? Là tình cảm đối với làng quê của mình nhưng ở trong đó còn được hòa quyện và chi phối bởi tình yêu nước lớn lao ok chưa nhá đó thì ở đây đầu tiên là mỗi tình huống chuyện đều góp phần làm rõ được tính cách và phẩm chất của nhân vật bên cạnh đó tình huống chuyện còn có tác dụng thứ hai đó chính là làm rõ cái gì nhở à làm rõ chủ đề của tác phẩm cái dàn ý gồm hai ý chính như thế này các em có thể áp dụng cho mọi tác phẩm cho mọi tác phẩm văn xuôi và khi mà chúng mình bình luận về tình huống chuyện nêu lên ý nghĩa của tình huống chuyện các em nhé đấy chưa ở đây thì à tình huống chuyện này có tác dụng như thế nào trong việc làm rõ chủ đề của tác phẩm nhỉ à với một tình huống như thế này khi mà đặt người nông dân vào trong cái tình huống như thế này ấy thì thì sao nhở à thì khi đó chủ đề của tác phẩm đã được làm rõ ở đây chủ đề của tác phẩm là gì là tình yêu nước rộng lớn bao trùm lên tình yêu làng bao trùm lên những cái tình cảm cá nhân để rồi chi phối mọi cái suy nghĩ hành động của người nông dân đúng không ạ ok chưa nhá đó chính là chủ đề của tác phẩm này Các em nắm được chưa ok không ừ đó thì là một lát nữa sang đến cả văn bản lặng lẽ sapa này sang đến cả văn bản chiếc lược ngả chị cũng sẽ áp dụng cái dàn ý này để cho các bạn thấy được rằng là học về tình huống chuyện không hề khó các em nhé không hề khó một chút nào chúng mình chỉ cần nắm được cái dàn ý như thế này thôi là chúng ta sẽ có thể viết tốt được cái phần nêu ý nghĩa của tình huống chuyện rồi đồng ý với chị không rồi ok đó là về tình huống chuyện tiếp tục về nội dung hay ở đây chị sẽ tích hợp luôn cái bố cục phân tích của chúng mình về văn bản làng này nhá nào, văn bản làng này chúng ta tập trung vào ai nhỉ? À, tập trung vào nhân vật ông Hai đúng không? Tập trung vào nhân vật ông Hai với cái diễn biến tâm lý. Với cái diễn biến tâm lý. Ok chưa? Diễn biến tâm lý của nhân vật ông Hai, được không? Nhá, diễn biến tâm lý của nhân vật ông Hai gồm những giai đoạn nào đó các em? À, gồm 3 giai đoạn. Đúng không ạ? Gồm 3 giai đoạn. Đầu tiên là gì nhỉ? À trước khi nghe tin làng chợ dầu theo giặc đúng không ạ? Thì ở đó thì ở đây chúng ta thấy được Ông hai hiện lên là một người như thế nào Là một người nông dân này Đi tản cư nhưng lúc nào cũng đau đó Cái nỗi nhớ về làng của mình Bắt đầu tác phẩm, bắt đầu cái đoạn trích ở Trong sách giáo khoa của chúng mình Là cái khoảnh khắc mà ông hai đang hăng say Trong cái công việc ở nơi tản cư Nhưng trong lòng Âu, trong lòng ông vẫn luôn luôn Phấn khởi khi mỗi khi nhớ đến những cái kỷ niệm Kháng chiến ở làng, đúng không ạ Nhớ đến những cái kỷ niệm kháng chiến của làng Vậy là trong ông hai luôn luôn có hình bóng của làng chợ dầu của mình một người nông dân họ yêu làng của mình như vậy các em ạ yêu làng của mình đến như vậy và chúng ta đặc biệt ấn tượng với cái dẫn chứng là gì nhỉ Chào ôi ông lão nhớ làng nhớ cái làng quá đúng chưa cái nỗi nhớ của ông hai được bộc lộ trực tiếp thông qua những cái câu từ thông qua những cái câu văn độc thoại nội tâm nữa đấy cho nên là các em chú ý nhé độc thoại nội tâm là một trong những cái yếu tố rất là đặc sắc ở trong tác phẩm này được chưa tiếp tục này ở nơi tản cư nhá cái tình yêu làng và yêu nước của ông hai còn thể hiện là ông hiện lên là một người nông dân đúng chất là một người nông dân đấy với chân dung của một người nông dân chân chất này mộc mạc này hồn nhiên nữa và ông hai cũng rất là đáng yêu các em còn nhiều cái chi tiết mà khi mà ông đến cái tròi phát thanh không đúng không ạ khi mà ông đến cái nơi mà đọc tin ấy, đọc báo ấy ông ghét thậm những ai mà hiểu biết nhưng mà lại đọc thầm không không đọc to lên cho người ta nghe mấy đúng không ạ hồn nhiên và rất là đáng yêu một ông nông dân đấy đúng chưa ạ hiện lên trước mắt chúng ta là chân dung của một người nông dân với tất cả những cái tính cách và nhà văn Kim Lân đã khắc họa thành công lên trước mắt chúng ta như vậy đúng không ạ? đó nhá thì ông hai trước khi nghe tin làng chợ giàu theo rằng là một người nông dân vẫn luôn đau đáu trong mình cái tình yêu và nỗi nhớ về làng chợ giàu của mình Ok chưa? Tình yêu và nỗi nhớ về làng chợ dầu của mình các em nhé Những cái nỗi nhớ và cái tình yêu đó các em phải nắm được những cái dẫn chứng ở trong sách giáo khoa Để từ đó chúng ta phân tích rõ ràng ra Riêng về kiến thức nền của tác phẩm này Chị đã có một cái buổi mà cùng với chúng mình xác lập cái gì nhỉ? À sơ đồ tư duy rồi đấy các em ạ Sơ đồ tư duy của văn bản làng Chị đã cùng với các bạn xác lập ở trong một cái buổi phân tích à, Trong một cái buổi phát trực tiếp trước đây rồi Trong cái chiến dịch là À chiến dịch viết sơ đồ tư duy về văn bản làng rồi đấy Nên là các em chú ý nhá Nếu như mà bạn nào chưa nắm được những cái dẫn chứng ấy và bây giờ muốn ôn lại một cách khái quát nhất thì các em có thể xem lại phần phát trực tiếp đấy đồng ý với chị chưa tiếp tục này tiếp tục này chúng ta có diễn biến tâm lý của nhân vật ông hai khi nghe tin làng chợ giàu theo giặc được chưa ạ khi nghe tin làng chợ giàu theo giặc Ở đây nhá, đối với những bạn nào mà hay phải làm cái dạng bài là viết bài ấy, thì chúng ta sẽ hay gặp cái câu hỏi là phân tích diễn biến tâm trạng và khi mà đã diễn biến tâm trạng nhá, là chúng ta có trước có sau, hãy chia theo những cái giai đoạn để chúng ta dễ phân tích hơn. Ví dụ như là tâm lý của nhân vật ông hai khi nghe tin làng trợ dầu theo rằng đầu tiên khi mới nghe tin thì ông như thế nào này đúng không ạ trên đường về nhà thì ông ra sao về đến nhà thì ông cảm thấy như thế nào rồi mấy ngày sau đó thì như thế nào rồi cuối cùng là khi mà tâm sự với thằng con húc đúng chưa nhá thì chúng ta chia thành ra thành những cái giai đoạn như vậy thì chúng mình phân tích diễn biến tâm trạng rất là đơn giản Đúng chưa? Và chúng mình nhớ những cái dẫn chứng tương ứng với mỗi giai đoạn đó. Chứ bây giờ mà đọc một phát bảo các bạn là phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật ông Hai khi nghe tin làng chợ dầu theo rằng, thì bắt đầu là hoang mang, bắt đầu là luống cuống, không biết là có bao nhiêu dẫn chứng như thế thì biết phân tích như thế nào đây. Nhớ chưa? Bí kíp nhá. Phân tích diễn biến tâm trạng là chia ra thành những giai đoạn nhỏ để phân tích. Ok chưa? Mỗi giai đoạn đó thì có những dẫn chứng nào và tương ứng với dẫn chứng đấy thì là cái ý phân tích nào đúng không ví dụ như là khi mới nghe tin thì ông hai như chết lặng đúng không ạ cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại ra mặt tê dân dân như vậy có thể thấy được là cái tin làng chợ giàu theo rằng đến với ông hai như tiếng sét giữa trời quang vậy các em nhá như tiếng sét giữa trời quang và ông hai thì dường như chết lặng rồi ông lúc đầu ông còn cố không muốn tin cái tin ấy, vẫn còn hỏi lại mà liệu có thật không hở bác hay là chỉ lại. Nhưng mà với những cái chứng cứ mà những người tản cư lên nói với ông thì cái tin đó nó quá xác thực rồi, ông hai không thể không tin, đúng không? Ok chưa? Đấy là cái giai đoạn mà cái khoảnh khắc mà ông hai khi mới nghe tin. Đấy, các em cứ nhớ những cái dẫn chứng liên quan đến từng giai đoạn đó rồi chúng mình phân tích thôi. Ok không nào? nhá. Đấy, đây chính là cái bí kíp khi chúng mình phân tích diễn biến tâm trạng, nhớ chưa? Riêng với diễn biến tâm lý, diễn biến tâm trạng là chúng ta sẽ phân tích theo cái cách là chia nhỏ giai đoạn ra. Ok chưa nào? Nhá. Và cái phần này sẽ là cái phần kiến thức rất là nặng đây này. Phần kiến thức rất là trọng tâm của chúng mình bởi vì sao bởi vì là cái giai đoạn này chúng ta thấy được cái sự đấu tranh ở trong ông hai những cái mâu thuẫn ở trong ông hai khi mà ông về đến nhà ấy rồi ông nhìn những cái đứa con chúng ta vô cùng xúc động trước những cái lời độc thoại nội tâm của nhân vật ông hai ở trong đó còn có cái tính khẩu ngữ của những người nông dân ở vùng bắc bộ nữa cơ khốn nạn bằng ấy tuổi đầu đúng không ạ chúng nó cũng là trẻ con làng việt gian đấy ư đúng không đấy thì thông qua những cái câu độc thoại nội tâm như thế chúng ta thấy được cái nỗi đau đớn cái nỗi dằn vặt cái nỗi tủi hổ ở trong tâm trạng của nhân vật ông hai như thế nào rồi khi mà ông có cái sự mâu thuẫn lúc đầu là ông còn à ông ông ông, ông nguyền rủa những người ở lại làng đúng không ạ chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà thành ra cái giống việt gian bán nước đến nhục nhã như vậy đúng chưa nhưng sau đó ông cũng lại tự soi xét lại những gì mình đã từng tin tưởng không mà toàn những người có ý chí cả mà, đúng không ạ? Toàn những người có tinh thần cả mà. Đấy vậy là trong ông hai ấy, ông sẽ không ngay lập tức là chọn theo làng hay là theo nước mà cái diễn biến tâm lý của ông hai nó hay ở chỗ là ông luôn luôn bị đặt trong cái tình thế là lựa chọn một bên là nước, một bên là làng. Rồi từ cái tình thế đó nó khiến cho ông hai phải tự đấu tranh với bản thân mình các em ạ, tự đấu tranh với bản thân mình các em nhé được không để rồi qua đó tự chung lại chúng ta thấy được là một người nông dân vốn chân chất hiền lành mộc mạc nhưng những cái vấn đề lớn lao của làng quê của đất nước cũng khiến cho họ chăn trở rất là nhiều để rồi từ đấy thấy được cái tinh thần yêu nước của cả một cái thế hệ lúc bấy giờ của nhân dân ta lúc bấy giờ các em nhé được không ok chưa các em hình dung ra không ừ, chị thấy liên tiếp liên tiếp các bạn vào xem này nhưng mà các em có hiểu không nhở các bạn ok không nào riêng bài này là chị phân tích hơi bị kỹ rồi các bạn rồi đấy <laughs> hơi bị nghĩ cho các bạn rồi đấy đấy em ok không nào để lại bình luận cho chị biết nào nhá đó thì đó là khi mà ông hai nghe tin làng trợ giàu theo dạng tiếp tục tiếp tục nào giai đoạn cuối cùng chính là khi mà khi nghe tin cải chính khi nghe tin cải chính đúng chưa đó thì nếu như khi mà nghe tin làng chợ giàu theo giặc thì ông hai buồn giàu bao nhiêu ông hai tuổi hổ bao nhiêu đau đớn bao nhiêu thì mọi cái nỗi đau đớn đó nó như vỡ hòa và bị tan biến hết ngay chính cái khoảnh khắc mà ông nghe được tin cải chính cải chính đến nỗi mà ông còn muốn cho cái tin đấy nó có thêm phần long trọng để rồi ông muốn nói chữ nhưng mà lại nói sai lại thêm một cái chi tiết vô cùng đáng yêu và chân thực mà tác giả đưa vào trong tác phẩm này đúng không ạ toàn là sai sự mục đích cả nhưng đúng ra phải là toàn là sai sự mục kích cả đúng không đấy vậy là tự chung lại thì ông hai vẫn là một người nông dân hồn nhiên này một người nông dân yêu làng yêu nước bằng tất cả cái trái tim chân thật của mình ok chưa nào nhá đó thì đó là về nội dung các em hình dung ra không nào thế về nghệ thuật về nghệ thuật của tác phẩm này chúng ta có những cái ý gì nhỉ à rồi ở đây như chị vừa mới nói đấy đó chính là cái ngôn ngữ độc thoại nội tâm cái ngôn ngữ độc thoại nội tâm đúng không ạ độc thoại này độc thoại nội tâm này được vận dụng tối đa luôn đấy được vận dụng tối đa và đạt hiệu quả rất là cao đúng không ạ đạt hiệu quả cao tiếp tục này tiếp tục này nào ngôn ngữ trong văn bản đúng không ạ ngôn ngữ trong tác phẩm chân thực này đúng không ạ gần gũi với người nông dân này đúng chưa nhá chân thực gần gũi cái này hoàn toàn thống nhất với cả phong cách viết của kim lân tiếp tục chúng ta còn để ý là cái tài năng của kim lân trong việc xây dựng tình huống chuyện xây dựng tình huống chuyện chị biết tắt nhá ok chưa nhá đó là một số những cái nét cần chú ý về nội dung và nghệ thuật ok về văn bản làng chưa các em ok chưa hay là các bạn vẫn còn lăn tăn về nghệ thuật nhỉ chị sẽ dở cho các bạn xem là những cái ý liên quan đến nghệ thuật của văn bản này nếu chi tiết hơn thì sẽ như thế nào đây được không đây trong cuốn sổ tay bao giờ cũng có phần cuối là phần tổng kết về nghệ thuật của các văn bản Tài quá các em ạ Dạo mãi không đến nơi À đây, đây nhá, về nghệ thuật này Đặc sắc nghệ thuật của văn bản làng của nhà văn Kim Lân Ở đây chúng ta thấy nhá Xây dựng hình tượng người nông dân rất dung dị Nhưng vô cùng tài hoa, xoáy sâu vào tâm lý Suy nghĩ của nhân vật Ngoài bút miêu tả tâm lý rất sinh động và chân thực Qua suy nghĩ, hành động, lời nói đối thoại Và độc thoại của nhân vật Hình tượng người nông dân không còn mới mẻ trong văn học nhưng tác giả Kim Lân đã đem đến một góc cạnh mới trong tâm lý và suy nghĩ bên trong của họ. Có thể thấy là ở văn bản làng này nhá, bình thường ấy văn xuôi của chúng ta thì thường chú trọng đến hành động những cái biểu hiện ở bên ngoài những cái ngoại hiện các em ạ những cái ngoại hiện tức nghĩa là những cái gì mà nhân vật biểu hiện ra bên ngoài thông qua hành động này thông qua lời nói này nhưng đến với văn bản làng của kim lân chúng ta lại thấy là cái nét mới trong cái việc sáng tác văn xuôi là xoáy sâu vào tâm lý của con người những cái ở bên trong con người ấy mà nó ít hiển hiện ra thông qua hành động hay là lời nói lắm được không? Đấy thì chỉ bằng cái ngôn ngữ Độc thoại và độc thoại nội tâm Thì tác giả đã vận dụng rất là tốt Và đạt cái hiệu quả tối đa Trong việc khắc họa cái diễn biến tâm lý Của nhân vật ông hai Được không nào? Ok chưa? nhá? Đấy là một cái ví dụ Rồi, đấy là về văn bản làng của nhà văn Kim Lân Tiếp tục, chúng ta có văn bản tiếp theo nào Nào, chúng ta có văn bản tiếp theo À, đây mày quá chị kẻ sẵn ở đây rồi Chúng ta có gì nữa nhở? Lặng lẽ sa pa Đúng không? Lặng lẽ sa pa Của ai nhở? Của Nguyễn Thành Long ừ. À Hoa Mai ơi chị có bán sổ tay nhá Em có thể nhắn tin về cho chị để được tư vấn kỹ hơn Được không? Ừ. Rồi tác phẩm lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long Nào về tác giả Nguyễn Thành Long này Các em có những thông tin gì đây? À ở đây nhá chị nhớ được này Chị nhớ được Nguyễn Thành Long ấy như chị đã nói rồi đấy một cái bí kíp nếu như các em không nhớ được về phong cách sáng tác của tác giả này ấy, thì chúng ta có thể chúng ta có thể suy ra từ chính văn bản đúng không thì ở đây văn bản lặng lẽ sapa là một văn bản chuyện một văn bản tự sự đấy chuyện ngắn đấy nhưng mà nó lại bàng bạc chất thơ đúng không nó lại bàng bạc chất thơ để rồi thấy được rằng là nguyễn thành long ấy chúng ta có một cái đặc điểm là um, ông viết sở trường viết chuyện ngắn và ký đúng không viết chuyện ngắn và ký này Đúng không? Phong cách của ông đó là Trong những cái trang truyện của ông ấy Luôn luôn có cái sự nhẹ nhàng Sâu lắng Đúng không ạ? Nhẹ nhàng, sâu lắng Chinh phục trái tim bạn đọc Đúng không nào? Ok chưa? Ừ, học xong chẳng lẽ Sapa là chiếc lược ngà luôn em nhớ Huy Cường nhớ, Huy Cường hay là Huy Cương đây Ok chưa Huy Cường nhá Học xong chiếc lược ngà À học xong lặng lẽ Sapa là có chiếc lược ngà luôn Ok chưa nào Đó Rồi tiếp tục nào Về hoàn cảnh sáng tác của lặng lẽ Sapa À tác phẩm này thì Được viết vào năm 1970 1970 đúng không Viết năm 1970 nhân một cái chuyến công tác của tác giả Lên vùng Lào Cai Ok chưa nào? Nhá và được in trong tập giữa trong xanh năm 1972. Đó là về hoàn cảnh sáng tác. Và tiếp tục này chúng ta cũng cần hình dung được cái bối cảnh ra đời của tác phẩm này nó cũng trùng với à cái giai đoạn mà miền Bắc đang đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đem đến cho chúng ta hình tượng của những con người mới trong một cuộc sống mới Họ hăng say lao động để xây dựng tổ quốc Còn miền Nam thì sao? Miền Nam chúng ta có thể thấy được những cái không khí đó Thông qua bài thơ về tiểu đội xe không kính đấy Đúng chưa? Là là những năm mà miền Nam vẫn đang tiếp tục trong cái công cuộc kháng chiến chống Mỹ để giải phóng đất nước. Đó, vậy là qua văn học chúng ta còn thấy chân dung về lịch sử của cả một đất nước cơ mà Thấy chưa? Cho nên là người ta vẫn bảo là văn sử bất phân đấy Đúng không ạ? Văn sử chết bất phân thì ở đây chúng ta thấy rõ được cái khía cạnh văn học và lịch sử là như vậy <laughs> Ok, à, ừ Huy Cương nhá, chị xin lỗi Rồi, tiếp tục này, đó là về hoàn cảnh sáng tác Nhớ chưa? Nhớ chưa? Đấy, những năm mà miền Bắc đang đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội rồi ok Tiếp tục nào Về tình huống chuyện À ở đây ấy Cái tình huống chuyện của văn bản này Nó lại nó lại đặc biệt ở chỗ là Nó không có cái gì là quá là gây cấn Đúng không ạ? Không có cái gì là quá gây cấn Hay là éo le gì ở đây hết Nó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ Cuộc gặp gỡ tình cờ Giữa ai nhỉ? Giữa ba con người đấy Giữa ba con người em liệt kê ra nhá. Giữa anh thanh niên, uh, bác họa ông họa sĩ và cô kỹ sư đúng chưa ạ? Nó chỉ là một cái cuộc trò chuyện một cuộc gặp gỡ để rồi trò chuyện ngắn ngủi trong 30 phút thôi. Nhưng qua đấy người ta lại thấy được rõ cái gì nhỉ? Cái hoàn cảnh sống và những suy nghĩ hay là công việc hay là tính cách của anh thanh niên ok chưa chị viết tắt anh thanh niên này nhá các bạn nhá rồi nào bây giờ vận dụng cho chị vận dụng cho chị cái dàn ý chị vừa nêu ý nghĩa của tình huống chuyện này là gì nào đầu tiên đầu tiên chúng ta vẫn nhớ đó chính là làm rõ à làm rõ tính cách của nhân vật tính cách nhân vật thì ở đây là làm rõ cái tính cách của ai nhỉ? Anh thanh niên Thông qua những cái buổi nói chuyện như thế này Thông qua một cái tình huống Một cái cuộc gặp gỡ tình cờ rất là đơn giản như thế này Nhưng người ta lại thấy hiện lên trước mắt là nhỉ? Chân dung nhân vật anh thanh niên Nhưng hiện lên thông qua ai nhỉ? À thông qua những cái đánh giá của những con người khác Vậy là sao? Vậy là nó đem đến cho chúng ta cái nhìn khách quan về anh thanh niên đúng không ạ cái nhìn vừa chân thực nhưng cũng vừa khách quan về nhân vật anh thanh niên để thấy là anh là một người làm việc trong cái hoàn cảnh làm việc vô cùng khắc nghiệt và khó khăn nhưng anh vẫn luôn luôn thể hiện được cái gì nhở à cái tinh thần trách nhiệm trong công việc này thể hiện trong những cái suy nghĩ đẹp hành động đẹp rồi lối sống đẹp nữa đúng không đó là về làm rõ tính cách của nhân vật anh thanh niên nhá tiếp tục là làm rõ chủ đề của nhân vật à chủ đề của tác phẩm Chủ đề của tác phẩm có thể được coi là kết tinh ở một cái câu văn trong tác phẩm đấy Các em còn nhớ câu văn đấy không? Nào các bạn giúp chị nào <laughs> Bây giờ đến lượt các em đấy, bây giờ đến lượt các em <laughs> À ok, ok anh Nguyễn nhá, được không? Ừ, em cố gắng sắp xếp thời gian học tập của mình nhá Nào thì bây giờ giúp chị có một câu văn ở trong tác phẩm đã kết tinh lại cái chủ đề của tác phẩm này Nào Các em còn nhớ câu văn đấy không? Ok không nào? Được không các em? Các bạn còn nhớ không nhở? Giúp chị để lại dưới phần bình luận nào Đầu hết rồi những cái sĩ tử Những sĩ tử sắp đối diện với cả kỳ thi học kỳ Mà rất là cam go như thế này Mà sao lại không nhớ được câu văn này nhở? Các em còn nhớ không? Các bạn còn nhớ không nhở? Câu văn cũng khá là dài Khá là dài đấy nhưng mà Chị thấy nó rất là hay. Các em còn nhớ không? Các bạn còn nhớ không? <laughs> Các em còn nhớ không nhỉ? <laughs> à, đây chắc là vẫn còn đang vẫn còn có nhiều bạn gọi là nhớ được mang máng đúng không ạ nhớ được mang máng cái câu văn đó bây giờ chị đọc lại và các em ghi nhớ nhá ghi nhớ và chúng ta có thể hoàn toàn đưa vào cái quá trình phân tích của chúng mình để kết tinh lại cái vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên anh thanh niên cùng với những nhân vật khác đã khiến cho đã khiến cho sapa trở nên không hề lặng lẽ đúng không ạ đó chính là cái câu văn đó là trong cái lặng im của sapa dưới những dinh thự cũ kỹ của sapa sapa mà chỉ nghe tên người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi có những con người làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước, đúng không? Ok không? Uhm. ngay trong văn bản các em ạ, ngay trong văn bản thôi, ngay trong văn bản thôi các em tìm lại cái câu văn đó ở trong văn bản đánh dấu giúp chị nhé. Đó là gì? Trong cái lặng im của Sapa, dưới những dinh thự cũ kỹ của Sapa, Sapa mà chỉ nghe tên đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, vẫn có những con người, vẫn có những con người làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước, đúng không ạ? Đấy chính là chủ đề của tác phẩm được kết tinh trong câu văn đó hay nói cách khác đó chính là Chính là ở đây, thông qua tác phẩm này thì chủ đề được làm rõ là gì? À thông qua tình huống này thì chủ đề được làm rõ là gì nhỉ? À khắc họa cái cái quá trình làm việc, cái tinh thần cống hiến của những con người lao động trong một cuộc sống mới Và cụ thể ở đây là những người lao động đã làm nên một Sapa vô cùng, cũng vô cùng sôi động đấy chứ, đúng không? Đâu nó, nó đâu có lặng lẽ đâu Lặng lẽ đấy chính là cái quá trình cống hiến âm thầm của những con người ở nơi đây ok chưa nào nhá đó đó là về lắng lẽ sapa về tình huống chuyện tiếp tục về nội dung nào nội dung ở đây thì chúng ta không phải là phân tích diễn biến tâm lý nữa mà chúng ta sẽ phân tích theo nhân vật đúng không ạ nhân vật và nhân vật chính ở đây là nhân vật anh thanh niên cũng phải nói ở đây khái quát ở đây đó chính là những cái nhân vật ở trong tác phẩm này đều không có tên đúng không ạ đều không có tên đều được gọi theo đều được gọi theo cái độ tuổi này như anh thanh niên gọi theo độ tuổi này đều được gọi theo công việc này ông kỹ sư ở vườn rau sapa này đúng không ạ anh cán bộ nghiên cứu xét này đấy rồi cô kỹ sư này rồi ông họa sĩ này bác lái xe đó đều là những nhân vật không tên đó là những nhân vật vô danh để rồi qua đó tác giả cũng có một cái hàm ý ở đấy đấy nó là gì nhở à ở đây là tác giả muốn ca ngợi tất cả những cái con người đã làm việc và cống hiến âm thầm cho tổ quốc như thế đúng chưa làm việc và cống hiến âm thầm họ không cần phải phải được ghi danh không cần phải được ca ngợi đúng chưa họ làm việc bởi cái tình yêu của mình bởi cái niềm say mê của mình đúng không nào đó nhá thì đấy là những cái nhân vật mà không có tên đúng không ạ những con những, những con người vô danh đấy nào, về nhân vật anh hành niên chúng ta có gì nhỉ? À, chúng ta thấy đầu tiên là phải chú ý đến hoàn cảnh sống và làm việc, đúng không? Hoàn cảnh sống và làm việc. Để thấy được đó là một hoàn cảnh rất là khắc nghiệt này. Nhiều khó khăn này. Đòi hỏi, đòi hỏi cái gì nhỉ? Đòi hỏi sự tỉ mỉ này, đúng không? Sự tỉ mỉ này. Rồi gì nữa nhỉ? Đòi hỏi cái tinh thần trách nhiệm này. Ok chưa? Chúng ta phải nhớ được những dẫn chứng liên quan đến hoàn cảnh sống và làm việc của anh thanh niên nhá Đó là anh thanh niên 27 tuổi này, làm việc ở đỉnh Yên Sơn cao 2600m này, quanh 50 mù bao phủ này, công việc của anh là gì vân vân Các em phải nhớ được những dẫn chứng đó để chúng ta thấy được đây là một công việc rất là khắc nghiệt, khó khăn, đòi hỏi sự tỉ mỉ và trách nhiệm của người làm nó Đúng không ạ? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ thấy được vẻ đẹp của anh thanh niên Vẻ đẹp đó thể hiện thông qua cái gì nhỉ? À những suy nghĩ đẹp suy nghĩ đẹp về cái gì nhỏ về công việc đúng không ạ à? anh anh có suy nghĩ rằng là khi ta làm việc ta với công việc là đôi sao gọi là một mình được đúng chưa rồi quan niệm về hạnh phúc của anh nữa đối với anh hạnh phúc là khi nào đối với anh hạnh phúc là cái công việc của mình làm mà còn có ích cho công việc của nhiều người khác nữa cái khoảnh khắc mà anh thốt ra là À nhưng từ đó cháu thấy thật hạnh phúc Là khi mà có thông tin là các bác đồng à, các bác đồng chí đồng đội của bố Thông báo với anh rằng là nhờ có anh dự báo đúng là cái đám mây khô Mà đã góp phần vào cái cái việc là bắn rơi máy bay Mỹ trên cầu Hàm Rồng đấy Đúng chưa nhá Thì đối với anh đó là chính là hạnh phúc Tiếp tục này Đấy là suy nghĩ đẹp Không những thế từ những suy nghĩ đẹp thì anh còn có những hành động đẹp Đúng không? anh đọc sách này anh thích đọc sách này đúng không thì đó nhở rồi anh giúp đỡ mọi người giúp đỡ và quan tâm tới mọi người này rồi anh có lối sống đẹp này cuộc sống một mình đấy nhưng mà anh sống rất là ngăn nắp rồi anh còn tự chăm sóc cho cái đời sống tinh thần của mình bằng à, vườn hoa này đúng không ạ bằng đàn gà này đấy đó là những cái lối sống rất là đẹp của một nhân vật anh thanh niên của một con người trẻ đấy mà người ta ít khi có thể nghĩ đến người ta vẫn còn đang ái ngại cho cái hoàn cảnh sống và làm việc của anh thì anh lại tự tìm được niềm vui ở trong công việc đúng không ạ rất là đáng khâm phục đúng chưa ok chưa nhá rồi là anh còn rất là quan tâm tới mọi người anh biếu bác lái xe cái gói nhân sâm đúng không ạ đúng không nhở ừ đấy để cho vợ bác uống để để gì nhở hồi phục sức khỏe bởi vì là anh nghe được là vợ bác lái xe bị ốm này rồi khi mà tạm biệt thì anh còn biếu à anh còn biếu hai cái người khách mới gặp của mình thôi một giỏ trứng gà đấy đều là những cái chi tiết đều là những cái hành động cho thấy anh thanh niên có một cái lối sống rất là đẹp đặc biệt lối sống đẹp còn thể hiện là anh rất khiêm tốn khi bác khi mà ông họa sĩ muốn vẽ chân dung của anh thì anh vẫn luôn luôn từ chối và anh giới thiệu thêm những con người khác anh luôn nghĩ rằng cái công việc của mình vẫn còn là vẫn còn là đơn giản lắm đúng không ạ vẫn có những con người mà cống hiến nhiều hơn và xứng đáng hơn mình đó là à đó là đó là ai nhở à đó là uh, anh đồng nghiệp anh vẫn anh anh thanh niên này này còn khao khát được làm việc ở cái vị trí là định phát xi si păng đấy cao ba nghìn một trăm Ừ, đúng không nhỉ Ừ đúng rồi, đỉnh Phan Xipang Đúng không ạ? Khi mà người ta vẫn còn ái ngại Ở cái vị trí cao 2.600m của anh Thì anh còn muốn làm việc ở cái vị trí cao hơn Đó mới là một cái vị trí lý tưởng Cho công việc của mình Rồi là gì nhỉ Anh còn giới thiệu những người đồng nghiệp của mình nữa À anh cán bộ nghiên cứu xét này <laughs> Đúng không ạ? Bao nhiêu năm chẳng đi đâu để kiếm vợ Chán đồng chí cứ hói dần đi Nhưng mà bản đồ xét thì cũng đã dần hoàn thành rồi Ok chưa? Đấy, đấy đều là những cái hành động Đấy đều là những cái lối sống rất là đẹp của anh thanh niên Để chúng ta thấy được ở đây Chân dung nhân vật anh thanh niên hiện lên thông qua tác phẩm này Để rồi cuối cùng bao giờ cũng phải thấy được nhá Đó chính là cái sự cống hiến Sự cống hiến Trong thầm lặng Cái sự lạc quan Niềm tin yêu cái năng lượng tích cực toát ra từ con người này đúng không ạ cái năng lượng tích cực ok chưa nào thế còn về nghệ thuật đấy là về nội dung bên cạnh đó chúng ta cũng có nhân vật ông họa sĩ này nhân vật ông họa sĩ đóng vai trò trong việc là gì nhỉ chính là điểm nhìn của tác phẩm đúng không tác phẩm thì được kể theo ngôi thứ ba nhưng lại chọn điểm nhìn là nhân vật ông họa sĩ để qua đó thấy được là thiên nhiên mây mù Sapa lại được nhìn thông qua thông qua lăng kính của một người nghệ sĩ để thấy được nó đẹp đến hai lần đấy là đối với thiên nhiên Sapa còn con người Sapa lại được đánh giá thông qua một nhân vật một người nghệ sĩ dạn dày kinh nghiệm đúng không ạ chúng ta lại thấy thêm có những cái nét đánh giá về nhân vật anh thanh niên nữa rồi còn cô cô kỹ sư thì sao nhở cũng là một người trẻ như anh thanh niên đã được cho, đã được anh truyền cho cái cảm hứng để rồi từ đó chúng ta thấy được là sẽ còn nhiều hơn nhiều hơn những con người như anh thanh niên nữa ok chưa nhá giúp cho cô kỹ sư à, vững tin hơn trên cái con đường mà mình đã chọn vững tin hơn và lựa chọn sáng suốt hơn cho cái tuổi thanh xuân của mình đúng chưa rồi Ok nhá, đó là về nội dung Về nghệ thuật của tác phẩm này nào Về nghệ thuật của tác phẩm này <laughs> À, về nội dung thì nhiều bạn vẫn hay thắc mắc với chị là À, cô giáo, cho em còn cho ghi cả về phần chất trữ tình trong tác phẩm nữa Thì như chị vừa mới nói đấy, chất trữ tình nó sẽ đến từ hai cái Một cái là về thiên nhiên của Sapa Và cái thứ hai là về những con người Sapa Chính là nội dung của tác phẩm này đấy Ok không nào? được không? Rồi cuối cùng là chất trữ tình đến từ những cái nét nghệ thuật trong việc tác giả sử dụng ngôn ngữ này, trong việc tác giả sử dụng những cái hình ảnh như thế nào này, được không? em nắm được chưa? Ok tác phẩm này chưa? Được không nào? Ok chưa? Để chị tiếp tục chuyển sang tác phẩm tiếp theo Hơi muộn đấy nhưng mà chị thấy là chị cũng đang <laughs> dần mất đi động lực mà không biết các bạn đâu hết rồi Lần nào cũng thấy cứ xem, cứ xem lúc đầu thì rất là hăng say xong rồi đến cuối là không biết đi đâu Hay là cứ chia sẻ để đấy cho yên tâm Xong để đấy cho yên tâm xong rồi học lại ừ, Các em đừng Đừng lúc nào cũng tin tưởng vào bản thân của mình như thế nhá Thật sự đấy Chị đã thấy rất nhiều bạn là chia sẻ xong rồi quên luôn đấy Chia sẻ là như một cái sự an tâm cho tâm hồn của mình Nhưng mà xong rồi cuối cùng lại không xem lại Các em ạ à, Được không? Ok chưa? Nhá, đó là về lặng lẽ Sapa Tiếp tục nào, bây giờ chúng ta chuyển sang chiếc lường ngà Chiếc lược ngà, ok chưa? Chiếc lường ngà dành cả một buổi phát trực tiếp riêng cho các bạn để ôn tập về ba tác phẩm văn xuôi của các em đấy đúng không không ai sớm mà các em đâu nhá đấy ôn tập đi ôn tập lại như thế này mà không làm được bài là không còn không biết là phải làm thế nào nữa đây Chiếc là ngà của nguyễn quang sáng À bên trên chúng ta vừa nhắc Nếu như Kim Lân là đại diện cho cái giọng văn của vùng đồng bằng bắc bộ đúng không ạ của vùng miền bắc đấy của vùng bắc bộ làng quê bắc bộ thì ở đây nguyễn quang sáng là chính là nam bộ đúng chưa ạ cái chất nam bộ ở trong thơ ở trong văn của ông ấy nó rất là dồi dào và nó chân chất nó chân thực nó chân thực vô cùng luôn ở đây chị sẽ đọc một cái đoạn mà người ta nhận định về nguyễn quang sáng cho các em nghe nhá để chúng ta, để chúng ta rõ hơn về tác phẩm này Không biết lúc nãy chị có nêu nhầm cái dẫn chứng nào về anh thanh niên không nhỉ? Chị vẫn lấn cấn ở cái dẫn chứng À chị nhớ ra rồi các em ạ Thật sự phải xin lỗi các bạn Ôi thật sự phải xin lỗi các bạn đấy Đó chính là dẫn chứng mà anh thanh niên là biếu củ tam thất Biếu củ tam thất cho bác lái xe nhá Để cho để cho bồi bổ cho vợ của bác lái xe Củ tam thất chứ không phải nhân sâm các em ạ Chết thật thôi Đấy lại một lần phải học lại Lại một lần phải ghi nhớ lại Nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân mình các em ạ Nhá củ tam thất nhớ chưa Chết thật thôi Thế mà cũng nhầm được đấy đây ở đây bây giờ chuyển sang chiếc lồng ngà nhé chiếc lồng ngà của nguyễn quang sáng thì đây chúng ta có một nhận định của nhà thơ hữu thịnh này nhà thơ hữu thịnh đã từng nói rằng nguyễn quang sáng là nhà văn của đồng bằng nam bộ bởi văn chương của ông hồn hậu mang được hơi thở phong cách lẫn khẩu khí phong độ của người dân nam bộ rất rõ tôi thấy anh làm văn không hề cầu kỳ đọc văn anh có cảm giác như được tiếp xúc với cuộc đời thật với hơi thở cuộc sống thật với những con người thật mình đã từng gặp ở đâu đó với lối viết chân chất mộc mạc bình dị nguyễn quang sáng đã trở thành nhà văn sáng tác rất thành công về cuộc sống và con người nam bộ trong hai cuộc chiến tranh cũng như sau hòa bình ông viết ở nhiều thể loại và đã để lại tác nhiều tác phẩm hay hay ghi dấu đậm nét trong lòng bạn đọc như truyện ngắn chiếc lường ngà, tiểu thuyết mùa gió trướng kịch bản phim cánh đồng hoang vân vân. Ok chưa? Nhá. Đó là những thông tin cơ bản về tác giả Nguyễn Quang Sáng mà chị đã đọc một cái đoạn văn để cho các em tham khảo rồi đấy. Ok chưa? Tiếp tục nào, về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này. À, tác phẩm này thì được viết vào năm 1966. Ở đây chị lại có một cái thông tin rất là hay muốn chia sẻ với các bạn nhé Chia sẻ về cái hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này thì nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã từng chia sẻ như thế này các em ạ. Đây, câu chuyện này cũng gắn với một cái kỷ niệm của nhà văn. Để thấy được rằng là những nhà văn của chúng ta cái nguồn cảm hứng của họ có thể đến rất là tự nhiên như vậy đấy. Họ dễ xúc động với đời sống này rồi đưa những cái câu chuyện đưa những cái kỷ niệm đấy lên trang văn. Tôi vẫn còn nhớ nhà văn Nguyễn Quang Sáng từng tâm sự, năm 1966 tôi từ miền Bắc trở về miền Nam, vùng đồng Tháp Mười mênh mông nước trắng, tôi đi ghe vào sâu trong rừng và sống ở một nhà sàn treo trên ngọn cây lúc đó đoàn giao liên dẫn đường toàn là nữ tôi rất có ấn tượng với câu chuyện của một cô gái giao liên có chiếc lược ngà trắng sau khi nghe cô kể chuyện tôi ngồi viết một ngày một đêm là hoàn thành tác phẩm này đó chính là khoảnh khắc mà trang văn chiếc lược ngà được chấp bút đây là chuyện ngắn kể về cuộc hội ngộ éo le nhưng cũng đẫm đẫm nước mắt của hai cha con ông sáu giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt sự ngây thơ của đứa con nhỏ, nỗi dây rất trong lòng người cha, hình ảnh vết thẹo đầy ám ảnh, chiếc lược ngà xinh xắn mà chất chứa tình cảm thiêng liêng, tất cả đã ghi dấu trong lòng bạn đọc những ấn tượng khó phai mờ. Ok chưa? Nó không nào các em nhá Chị muốn chia sẻ với các bạn một cái mẫu chuyện rất là ngắn thôi nhưng mà nó cũng rất là chân thực về cái hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này. Vậy là chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng đây là một câu chuyện có thật đấy, một tác phẩm được dựng trên một cái câu chuyện có thật. Ok chưa? Tác giả đã viết một ngày một đêm là xong tác phẩm này rồi. Ừm, đã nhá. Ok chưa? Đấy, rồi Tiếp tục đó là về hoàn cảnh sáng tác này Bây giờ tình huống chuyện chị lại vận dụng Và chị lại nhờ người bạn nhỏ này của chị Để xem tình huống chuyện ở đây là gì Khá là dài đấy, nhưng các em ghi nhớ nhé Riêng với tác phẩm này là có hai tình huống chuyện cơ bản Có hai tình huống chuyện cơ bản Nó gắn với cả Nó gắn với cả nội dung và bố cục của tác phẩm này Hai tình huống thứ nhất là Hai cha con ông Sáu gặp lại nhau sau 8 năm Và nói một cách nôm na đó là Cái tình huống mà bé Thu không chịu nhận ông Sáu Đến khi nhận ra thì lại đến cái khoảnh khắc mà người cha lại phải lên đường đấy là đấy là cái tình huống thứ nhất các em nhé được chưa đấy là cái tình huống thứ nhất tình huống thứ hai chính là ở khu căn cứ thì ông sáu dành hết cái tâm sức của mình dành hết cái tấm lòng của mình để làm nên cái cây lường ngà dành tặng cho con nhưng nó lại chớ treo ở chỗ nó lại trở thành tình huống ở chỗ là ông chưa kịp trao cho bé thu thì ông đã phải hy sinh đúng không ạ thì ông lại hy sinh vậy là hai cái tình huống này đều nó đều nó đều có cái tính chất éo le ở đấy bé thu Người ta cứ ngỡ rằng là sau 8 năm thì ba ngày ngắn ngủi sẽ là ba ngày mà ba cha con hội ngộ rồi bù đắp biết bao những cái thiếu thốn về tình cảm Nhưng không, bé thu lại không chịu nhận ông Sáu Nó chưa chết ở chỗ là ông Sáu không giống với cả trong tấm hình mà chụp cùng với má của nó Đúng không? Để rồi hai cha con họ vậy là suốt 8 năm dòng suốt 8 năm dòng rồi suốt cả sau này nữa họ chỉ có thể gặp nhau và họ chỉ có thể vỡ hòa trong cái niềm hạnh phúc đoàn tụ chỉ vẹn vẻn vẹn có mấy phút giây thôi chỉ vẹn vẹn có mấy phút giây trước khi ông sáu lên đường đúng không chúng mình vẫn hay tưởng tượng và chúng mình vẫn hay phân tích là mẹ thu gặp chỉ nhận ra ông sáu vào một cái khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng các em phải hiểu là nó ngắn ngủi như thế nào cả cuộc đời người cha chỉ được gặp con chỉ được người con âu yếm chỉ được người con công nhận trong vài giây phút như vậy rồi cả cuộc đời đứa con nhỏ Chỉ còn có vài cái kỷ niệm Được ôm cha vào lòng như thế thôi Đúng không? À được cha ôm vào lòng như thế thôi Nên là các em mới thấy được cái sự khốc liệt của chiến tranh Ok không em? Nhá, đó Nên là các em mới thấy được cái sự khốc liệt của chiến tranh là như vậy Và cái khoảnh khắc mà bé Thu gặp được ba ấy Mà bé Thu nhận ra ba của mình ấy Cái tiếng gọi ba nó xúc động và nó ý nghĩa đến nhường nào để các em phải, phải hình dung được như thế nhá hình dung được là cái khoảnh khắc đấy nó ngắn ngủi và nó ngắn ngủi so với cả đời người nữa cơ Ok chưa? Sure. Đấy, đấy là về tình huống hai tình huống nhá. Vậy ý nghĩa của tình huống chuyện đúng rồi, thứ nhất vẫn là bộc lộ được cái tình yêu thương, bộc lộ được tính cách của nhân vật. Tính cách của nhân vật ở đây là gì nhỉ? À, bé Thu thì là một đứa bé mà bướng bỉnh, tinh nghịch nhưng cũng vô cùng giàu tình cảm, cũng rất thương ba. Rồi ông sáu thì sao? Ông sáu thì cũng hết mực thương yêu con của mình. Đó là cái đó là trong việc bộc lộ cái tình cảm và tính cách của nhân vật. Rồi, sao nữa nhở à tình huống chuyện đó còn có tác dụng trong việc khẳng định được cái chủ đề của chuyện chủ đề của chuyện ở đây đó chính là tình mẫu tử thiêng liêng tha thiết đúng không ạ trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh <laughs> ok chưa nhá các bạn nhá đó thì đó chính là những cái yếu tố liên quan đến tình huống chuyện của tác phẩm này ok chưa nào bây giờ bước sang nội dung nội dung của chiếc lường ngà chúng ta có hai nhân vật đúng không đầu tiên là bé thu bé thu thì chúng mình lại chia ra thành giai đoạn đầu tiên là khi mà trước khi nhận ra ba trước khi nhận ra ba thì ở đây vốn dĩ chúng ta đều thấy đây là một cô bé rất là bướng bỉnh gan lì bướng bỉnh này gan lì này đúng không ạ rất là cá tính rất là ương ngạnh thể hiện thông qua những chi tiết nào thông qua những dẫn chứng nào đó là khi mà à khi mà um, thấy ông sáu vồ vập như vậy thì nó rất là sợ hãi nó bất ngờ thì cái đó rất là là tất nhiên rồi nhưng nhưng trong những ngày ông sáu nghỉ phép ấy thì bé thu đã liên tiếp nói chậm và không chịu nhận ông sáu là ba trong những cái hoàn cảnh bị dồn một thế bí thì nó vẫn nhất quyết không chịu nhận đúng không nhất quyết không chịu nhận hết nói trọng mời ba bà ăn cơm này rồi khi mà khi mà nhát thấy không thể bắt nổi cái nồi cơm xuống ấy để chắt nước ấy thì nó cũng quyết tâm không gọi ông sáu là ba các em ạ rất là bướng bỉnh rất là cá tính cũng rất là gan lì và khiến cho khiến cho chính tác giả khiến cho chính bác ba đấy cũng phải thốt lên rằng là con bé thật đáo để đúng không ạ con bé đáo để thật đấy đó là một bé thu đúng không ạ nhưng nhưng các em nhá ở đây không hề, ở đây nhá, bé Thu càng bướng bỉnh càng gan lì càng cá tính như vậy chúng ta lại thấy rõ hơn ở cái tình thương cha của em đấy. Tình thương cha. Bởi vì sao? Bởi vì nhá, càng bướng bỉnh càng không chịu nhận ông sáu là ba càng xa rời ông sáu là càng cho thấy là em quyết tâm bảo vệ một cái hình ảnh đẹp nhất, một cái hình ảnh mà em quyết tâm chung thủy với cái hình ảnh người ba đã chụp trong tấm hình cùng với má của nó. Đúng không? Nhá, bé Thu không phải là ghét ba không phải là ghét ba và những cái biểu lộ này của em không phải chỉ đơn giản là những biểu lộ của một cô bé cá tính mà đó còn là một cái biểu hiện của một cô bé thương cha tha thiết em không cho phép ai được quyền mạo nhận người ba của mình nhớ chưa nhá nếu như mọi bạn nào phân tích phần này mà chỉ chú tâm được đến cái phần bướng bỉnh này thôi thì không đủ đâu phải chỉ ra được là cái tình thương cha của em và chỉ ra được cái lý do tại sao bé thu không nhận ông sáu là ba để thấy được cái sự khốc liệt của chiến tranh rồi đến cái khoảnh khắc nhận ra ba Khác nhận ra ba. Thì tất nhiên rồi chúng ta thấy ở đây bé Thu là một người rất là giàu tình cảm Và ta vô cùng xúc động trước cái tình cảnh mà hai cha con nhận ra nhau trước cái tiếng gọi ba vô cùng tha thiết như xé không gian và xé cái sự im lặng cho mọi người như là xé hết ruột gan của mọi người vậy. Đúng không? Rồi nhá đó là bé Thu Rồi đến ông Sáu thì sao nhỉ? À đến ông Sáu thì chúng ta thấy được là trong ba ngày nghỉ phép đúng không trong ba ngày nghỉ phép rồi gì nữa nhở à khi trở lại mặt trận khi trở lại chiến trường được không nào đó trong ba ngày nghỉ phép thì ông luôn luôn à biểu hiện là gần gũi với con luôn muốn được bù đắp những cái tình cảm còn thiếu thốn ở nơi con đúng chưa nhưng ông càng cố gắng thì bé thu lại càng đẩy ra ông càng cố gắng gần gũi thì bé thu lại càng khước từ những cái tình cảm ấy ông cũng rất là kiên nhẫn với đứa con của mình ông thương con cho nên là ông vẫn luôn luôn quan tâm con mặc dù là đứa con thì không chấp nhận điều ấy có một cái chi tiết là bác ba đã nói rằng là anh không khóc được nên là phải cười như vậy thôi đấy đúng chưa nhưng mà đỉnh điểm là cái giây phút mà dường như ông sáu bị đẩy vào cái cái giới hạn của sự chịu đựng cái giới hạn của sự kiên nhẫn cho nên là đã chót đánh con để rồi cái việc đánh con đó cái cú đánh đó nó đã theo ông ấy này đến suốt cả cuộc đời ông khi mà trở lại chiến trường ấy thì ông vẫn luôn luôn đau đáu cái nỗi nhớ thương con cái nỗi niềm mong muốn được đoàn tụ nỗi niềm mong muốn được bù đắp cho con bởi vì đã chót đánh con và tất cả những cái điều đó được kết tinh ở trong chiếc lược ngà đúng không chiếc lừa ngà một cái chiếc lừa ngà mà chưa trải được mái tóc con nhưng đã góp phần gỡ rối được cái tâm trạng của người cha đó vậy nên là chị thấy rằng đây là một tác phẩm rất là xúc động viết về đề tài chiến tranh và đề tài tình phụ tử một cái đề tài mà bình thường người ta hay đề cập đến tình mẫu tử đúng không nhưng đây là một trong những cái tác phẩm rất là hay viết về đề tài tình phụ tử ở trong chiến tranh các em nhé đấy cho nên là đây đây chúng ta có ba cái văn bản văn xuôi chúng ta đã cùng với nhau ôn tập xong này được không? À về nghệ thuật của tác phẩm Các bạn chả nhắc chị gì cả nhỉ? Chị hay bị quên ý Các em phải nhắc chị nhá Nào về nghệ thuật của chiếc lường ngà Chúng ta thấy ở đây nghệ thuật của chiếc lường ngà Ok không? Dài quá Đây, nghệ thuật của chiếc lường ngà À chúng ta thấy được là trong nghệ thuật trong việc xây dựng được một cốt truyện chặt chẽ này Tạo ra những tình huống bất ngờ nhưng hợp lý Gì nữa nhở? Ngoài bút miêu tả tâm lý nhân vật Đặc biệt là tâm lý trẻ em rất là tinh tế và chính xác Ngôn ngữ chuyện gần với khẩu ngữ và đậm màu sắc địa phương Nam Bộ Rồi ngôi kể Người kể chuyện là bác ba Kể theo ngôi thứ nhất Bác ba là một người bạn thân thiết của ông Sáu Là người chứng kiến câu chuyện và kể lại bằng sự đồng cảm chia sẻ với các nhân vật Khiến cho nội dung kể vừa có tính khách quan vừa tăng độ tin cậy thuyết phục cho người đọc Ok không nào? Rồi các bạn ơi, vậy là trong buổi học ngày hôm nay cùng với sự đồng hành của sổ tay văn học này thì chị đã cùng với các bạn ôn tập được thành công ba cái tác phẩm văn xuôi của chúng mình. Đúng không nhỉ? Ba tác phẩm văn xuôi của chúng mình đây. Các em nhìn thấy rõ không? Đó. Thì chị mong rằng là đây là một cái buổi học mà bổ ích với các em để các em tự tin hơn trong quá trình chúng mình thi học kỳ nhá. Uhm, chiến dịch ôn thi học kỳ thì vẫn còn vẫn còn những buổi liên quan đến văn tự sự và văn nghị luận nữa. <laughs> đó có, còn những buổi mà ôn tập về văn tự sự và văn nghị luận nữa chị mong rằng là sẽ có sự đồng hành tiếp tục của các em được không chỉ có các em ủng hộ thì chị mới làm thôi chứ nếu như mà không cần thiết với các bạn thì tất nhiên chị sẽ không làm làm gì đấy cho nó mất thời gian đúng không nhỉ rồi ngày hôm nay thì bây giờ cũng đã khá là muộn rồi rất là cảm ơn các bạn đã lên đây học cùng với chị này rất là cảm ơn các em vì đã cố gắng nhiều đến như vậy cho cái quá trình học tập của chúng ta chị tin rằng là các em sẽ có được cái kết quả tốt trong kỳ thi tới đây thôi cố gắng lên và tự tin lên nhé được không nào tự tin lên đó tự tin lên và cố gắng hoàn thành thật tốt cố gắng hết sức trong bài thi tới đây của mình nhé chị tin rằng là các em sẽ làm được rồi, còn bây giờ thì cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các em trong những buổi học sau nhé. Bye bye.